Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ chữa các bạn đề thi thử số 14. Đây là đề mà các bạn thi tối ngày hôm qua. Đó, từ giờ tới Tết thì hầu như là cuối tuần nào chúng ta cũng sẽ có bài thi thử. Các bạn sẽ thi vào tối chủ nhật và tối thứ hai thì cô sẽ lay chữa. Và những cái đề thi thử này là những cái bài mà được dùng để đánh giá, để xét duyệt học sinh vào nhóm 9 cộng dành cho các bạn học sinh nhóm kín. Thì với những bạn mà đã đăng ký khóa học rồi, nếu như các em làm bài thi thử được 30 năm trên tổng số 50 câu thì các em sẽ được vào miễn phí khóa 9 cộng. Cô chào Nguyễn Đạt, cô chào Thu Trang, cô chào Bảo An, Võ Thùy, Cao Hạnh, Kim Hồng. Khóa 9 cộng thì cô sẽ dự kiến khai giảng là sau Tết, dự kiến là khoảng ngày 20 tháng 2 các bạn nhé. Đó, bây giờ cô đang rất là gấp rút soạn sách 9 cộng. Đó, sau Tết là sẽ in và gửi tới những bạn đã đăng ký khóa 9 cộng. Đó. Với cái đề thi thử số 14 thì các bạn thấy có khó không nhỉ? Đó, các em điểm có cao không? Cô chào Tú Anh, cô chào Vũ Bách. Hôm nay thì cô sẽ chữa hết cho các bạn 50 câu này luôn nhỉ. Cô chào Quỳnh Giang, cô chào Trần Khoa, cô chào Lê Quỳnh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu số 1, câu số 2. Đó, câu số 1, câu số 2 là dạng câu hỏi close it in meaning, câu hỏi đồng nghĩa. Thì để làm những câu đồng nghĩa các bạn sẽ dựa vào ngữ cảnh. Chúng ta sẽ đoán xem cái từ này trong cái ngữ cảnh này mang nghĩa là gì. Các bạn đừng có chủ quan, chúng ta nhìn từ rồi chúng ta chọn luôn A, B, C, D. Đó, đừng có chủ quan như vậy vì một từ nó rất đa nghĩa. Nhá, một từ rất đa nghĩa nên chúng ta sẽ phải dựa vào ngữ cảnh xem trong cái ngữ cảnh này nó mang nghĩa là gì. Và cái từ gì nó đồng nghĩa có thể thay thế được tốt nhất. Nguyễn Đạt bảo là đề này chát quá ạ. Thế là đạt được bao nhiêu? Lê Hoàng Phan được 42 trên 50, yes. Với cái đề của cô mà các em được trên 40 là kiểu gì đi thi cũng được 9 cộng. Đề của cô thực sự là cũng không hề dễ. Đó, các bạn luyện nhiều là các kiến thức của chúng ta sẽ rất là chắc. Câu số 1, cái việc mà anh ta that ở đây nó đóng vai trò như là một cái gì đấy ạ? Transfer donate money to the victim. Đây, chúng ta sẽ có cả một cái cụm từ này đóng vai trò là một chủ ngữ. Cái việc anh ấy quá muộn màng trong cái việc chuyển tiền từ thiện đến các nạn nhân trong thảm họa rõ ràng là một cái việc sai trái, thì obviously nó mang nghĩa gì? Rõ ràng là, đúng không ạ, chứ không phải là đặc biệt là sai trái thì không đúng. Rõ ràng là obviously nó mang nghĩa là clearly. Đó, clearly. Còn be strongly là gì ạ? Một cách mạnh mẽ. Còn probably là một có thể là. Thì câu 1 các bạn sẽ chọn đáp án C nhé. Chúng ta có từ catastrophe. Đó, chúng ta có từ catastrophe này có nghĩa là thảm họa. Catastrophe ở đây nó kiểu như là disaster các bạn nhé. Đó là thảm họa chuyển tiền chậm trễ tới các nạn nhân trong thảm họa. Các bạn đọc thấy quen quen hả? Thế à, mì nấm, cô chào mì nấm. Quỳnh Giang, câu số 2, chọn đáp án A. Câu số 2, the hands on my alarm clock. Ở đây chúng ta sẽ không dịch là cái tay đúng không, mà sẽ là cái kim đồng hồ đó, báo thức của tôi nó như thế nào đấy, cho nên là tôi mới có thể nhìn được thời gian trong bóng tối. Khi mà mình nhìn được cái gì đó trong bóng tối chứng tỏ là nó phát sáng, nó có dạ quang đúng không? Vậy nên cô có từ luminous. Đó, từ này chúng ta sẽ đọc là luminous, trọng âm nhớ là một, tức là gì? Tức là dạ quang phát sáng cho nên mới nhìn được đúng không, thời gian trong bóng tối. Thế thì cái đáp án phù hợp đây nó sẽ là shining. Shining tức là nó phát sáng, nó tỏa sáng. Còn enormous tức là very big, very huge, vô cùng to lớn. Còn moving tức là di chuyển. Moving là tính từ thì mang nghĩa là cảm động. Đó, còn helpful là hữu ích thì nó không phù hợp với nghĩa. Đấy, câu 1, câu 2 thì khá là dễ đúng không? Những từ rất quen thuộc. Tiếp theo sang câu số 3 khó hơn. Đó, tại sao nói câu 3 khó hơn? Vì là nó có thành ngữ. Đó, work a light charm on. Đó, work like a charm on somebody. Anh ta thì rất là cứng đầu cứng cổ. Cô có từ stubborn theo kiểu là cứng đầu cứng cổ. Đó, nhưng mà những cái lời su nịnh ấy, flattery, lời su nịnh lại có hiệu quả với anh ta. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là work like a charm on somebody, tức là có tác dụng, có hiệu quả đối với ai. Câu này chúng ta đang chọn trái nghĩa cơ. Đó thì nó phải là đáp án A. Nhiều bạn, cô thấy cô xem cái phần điền đáp án nhé, cô thấy rất nhiều bạn chọn câu số 3 là đáp án B. Đó, các bạn chọn thành đồng nghĩa là không đúng nhỉ. Đáp án C là thành công. Đó, hoàn toàn thành công hay là hóa ra là một thảm họa đối với ai thì nó cũng không đúng về nghĩa.
Câu số 4, the rise in the minimum wage will have a negligible effect on jobs. Nghĩa là cái sự gia tăng mức lương tối thiểu, minimum tức là tối thiểu, đúng không? Còn maximum là tối đa. Đó, minimum là tối thiểu. Sự gia tăng về cái lương tối thiểu thì sẽ có cái tác động gì? Không đáng kể đến việc làm. Thì cái từ này nó mang nghĩa là không đáng kể. Đó, nghĩa là tác động rất là ít, đúng không? Nó không đáng kể. Thì bây giờ mình đang chọn trái nghĩa là có tác động đáng kể. Thì cái từ significant này nó mang nghĩa là đáng kể. Đó, thì nó tương tự như là considerable chứ không phải là considerate. Và significant nó còn mang nghĩa là có ý nghĩa. Nó tương tự như là meaningful. Thì ở đây chúng ta thấy phù hợp với nghĩa thì chúng ta sẽ chọn là gì? Là significant, là trái nghĩa. Còn considerate tức là ân cần chu đáo. Những cái từ này nó rất hay gặp trong cái phần đồng trái nghĩa hay là tìm lỗi sai nhỉ. Đó, còn responsible có nghĩa là gì? Là có trách nhiệm. Đó, responsible for doing something, đúng không? Có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải làm gì. Chúng ta có thể dùng tương tự như cụm collocation, đó chính là take responsibility for hoặc là be in charge of. Đó, kiểu như vậy. Còn cái từ mà nó gây nhầm lẫn đó là responsive. Đó, responsive thì mang nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đây, những cái từ này nó rất hay gặp trong cái phần tìm lỗi sai nhé. Thì cái cách chúng ta học ấy là các bạn sẽ phải học theo cụm. Đó, những cái từ mà nó dễ gây nhầm lẫn với nhau, chúng ta sẽ học như vậy là chúng ta sẽ không bị quên. Cái từ responsive nó mang nghĩa là gì ạ? Là phản ứng nhanh, đúng không? Đó, đáp lại nhiệt tình. Đó, ví dụ như các bạn hỏi fanpage của cô chẳng hạn, mà các anh chị tư vấn responsive, kiểu là rất là đáp lại, rất là nhanh nhẹn, nhiệt tình ấy. Đó, thì gọi là responsive. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 5. Câu số 5, câu số 6 là dạng câu hỏi về trọng âm. Các bạn đọc này, design, đúng không? Âm thứ hai I là âm đôi nên nó sẽ nhận trọng âm. Hay là resolve, cái từ resolve và từ event, âm thứ hai kết thúc là hai phụ âm, thì nó cũng nhận trọng âm và âm tiết thứ hai. Còn đáp án D là emblem. Đó, emblem tức là gì? Là cái huy hiệu, cái biểu tượng. Huy hiệu, biểu tượng trọng âm nhấn là một, nên chúng ta sẽ chọn đáp án D. Còn câu số 6, những cái từ này nó hơi dài. Đó, cô thấy Vũ Thùy chọn được đáp án B. Các bạn khác thì sao? Câu số 6 đáp án A là cosmopolitan. Đó, cosmopolitan, nó ghép đúng không? Cosmo và politan. Bây giờ cosmopolitan thì trọng âm và âm tiết thứ 3. Tiếp theo by all và logical. Các bạn thấy nó ghép chưa? By all và logical. Thì ở đây trọng âm nó sẽ vào logical, đúng không? Biological. Tiếp infra. Đó, infrastructure. Thì nó ghép từ infra và structure. Trọng âm nó sẽ nhấn vào cái đầu của vế thứ hai, structure. Còn có đuôi sin ở đây rồi nên kiểu gì nó cũng sẽ vào z, đúng không? Kiểu gì cũng sẽ vào z. Đó, nên đáp án đúng ở đây sẽ chọn đáp án D, presupposition. Presupposition, trọng âm nhấn vào âm tiết thứ tư, còn lại thì sẽ nhấn vào âm tiết thứ ba. Mỹ Hằng và Hữu Thịnh phân tích rất là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 7, câu 8, câu 9. Đó, câu số 7 ở đây là dạng câu hỏi về word form. Chúng ta sẽ cần một cái tính từ đứng trước từ house. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 đáp án là tính từ, đúng không? Các bạn thấy là có 3 đáp án là tính từ. Đó, A là tính từ này, C là tính từ này. Đó, và D là cái đài thiên văn này. Nếu như các bạn dịch theo nghĩa là tính từ hoặc danh từ nhé. Đó, danh từ thì mang nghĩa là cụm danh từ. Đáp án A tức là cái giỏi quan sát. Mình có nói là một cái ngôi nhà, những ngôi nhà giỏi quan sát không? Đúng không? Còn observation là danh từ sự quan sát. Không thể dịch là những ngôi nhà giỏi quan sát. Còn đáp án C là thuộc về quan sát. Ở đây chúng ta sẽ phải dịch là cái đài thiên văn này thì có cái gì ạ? Kính viễn vọng lớn nhất cả nước. Câu này nó sẽ đi về là cụm danh từ nhá, observatory. Đó, observatory houses tức là cái đài thiên văn, đài quan sát.
observatory. Tiếp theo các em sẽ sang câu số 8. Câu số 8 chủ ngữ là books. Đó và động từ chính là are nên các bạn sẽ câu hỏi đuôi là aren't they. Sách là cách tiếp cận kiến thức và giải trí rẻ tiền. Nó vẫn là rẻ đúng không? Tiếp câu số 9 chúng ta sẽ cần một cái động từ kết hợp với orchestra. Đó, cần một cái động từ kết hợp với orchestra. Has it been decided who is going to the orchestra yet? Đã quyết định ai sẽ là người chỉ huy dàn nhạc hay chưa? Thì khi chúng ta muốn nói là chỉ huy đúng không? Chỉ huy dàn nhạc. Theo các bạn mình dùng cái từ gì? Dùng từ guide có được không? Guide là hướng dẫn đúng không? Govern là cai trị. Chúng ta biết cái danh từ government rồi. Đúng không? Government là chính phủ thì govern là động từ cai trị, chi phối. Còn handle thì có nghĩa là xử lý, giải quyết. Thì nó không đúng về cái ngữ cảnh này được. Đúng không? Chúng ta không thể dịch là ai sẽ là người xử lý giải quyết cái orchestra này được. Đó. Xử lý giải quyết ở đây chúng ta sẽ đi với từ conduct. Conduct chúng ta sẽ dịch là tiến hành. Đó, conduct the orchestra tức là chỉ huy dàn nhạc. Các em sẽ học cả một cái cụm từ này luôn. Conduct the orchestra tức là chỉ huy dàn nhạc. Nhớ, chỉ huy dàn nhạc. Ngoài ra chúng ta còn học conduct kết hợp như thế nào. Đó, thì chúng ta cách để chúng ta mở rộng từ vựng ấy là các bạn sẽ gõ từ điển ra. Nhớ, chúng ta sẽ gõ từ điển ra và chúng ta nhìn vào cái phần ví dụ. Đấy, cô vừa gửi cái link vào phần comment, các bạn đã nhìn thấy chưa? Cô vừa gửi cái link vào phần comment thì các bạn sẽ học các cái cụm từ nó hay kết hợp với conduct. Và trong bài thi cái từ conduct này rất hay gặp luôn. Nên kiểu gì các bạn cũng phải biết là conduct đi với experiment, đi với inquiry, investigation, interview, conduct research, đó, conduct a survey, các em nhớ chưa? Thì với cái nghĩa conduct này nó sẽ tương tự từ carry out, đó, thực hiện, tiến hành một cái gì. Và đây nó chỉ là nghĩa B2 thôi nhá. Nghĩa là B2 là bình thường thôi, không phải là quá khó đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 10. Câu số 10 thì mình sẽ cần một cái từ kết hợp với responsibility. Đó, trách nhiệm. Vừa bên trên các bạn học responsible, đúng không? Take responsibilities. Vừa rồi các bạn học là take responsibility. Thế ngoài từ take ra, đúng không? Thực hiện trách nhiệm, chúng ta sẽ nói là take này. Ta sẽ nói là shoulder này. Các bạn sẽ dùng là carry, đúng không? Thực hiện các cái trách nhiệm. Carry hoặc carry out cũng được. One's responsibility. Khi bạn thực hiện cái trách nhiệm của mình trong gia đình thì bạn đang làm cho các thành viên trong gia đình biết rằng bạn yêu thương họ và họ có thể gì? Depend on you. Để có thể trông cậy, có thể cậy dựa vào mình, đúng không? Có thể count on somebody. Đấy. Tin tưởng, cậy dựa vào. Đó. Vậy nên câu số 10 chúng ta sẽ chọn là carry out. Đúng rồi. Tiếp theo các em sẽ sang câu số 11. Các bạn nhìn vào nghĩa câu số 11, bạn muốn cái hương vị sữa lắc nào? Đó, dâu, sô-cô-la hay là cam? Ở đây nói về cái vị sữa chứ không phải nói về cái loại sữa nhé. Tức là cái vị ấy, vị dâu, vị sô-cô-la hay là vị cam. Thì cái từ flavor ở đây nó mang nghĩa là vị nhé, chứ không phải là cái loại nhé. Ở đây là vị sữa thì sẽ là phải flavor. Quỳnh Lam, đúng rồi, Phương Linh, Vũ Thùy, Nhung Nhung. Đó, Cường Nguyễn, mì nấm, rất là tốt. Chúng ta sang câu số 12. Câu 12 các bạn dựa vào ngữ cảnh này. Cái siêu thị này thì nó rẻ hơn cái siêu thị ở cái trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Và nó lại còn gì nữa? Giao hàng miễn phí nữa, đúng không? Thì đã rẻ rồi mà lại còn giao hàng miễn phí. Thì hai cái vế này nó bổ sung thêm thông tin cho nhau, đúng không ạ? Rẻ, giao hàng miễn phí, bổ sung thêm thông tin cho nhau nên sẽ phải là moreover. Thì những cái từ nó được dùng để bổ sung thêm thông tin, chúng ta sẽ có moreover, sẽ có furthermore. Đó, beside, gì nữa? In addition. Và các bạn sẽ dùng dạng trạng từ là additionally. Rồi, còn nevertheless là dù là vậy. Instead, thay vì consequently, kết quả là, hậu quả là, thì nó không đúng về nghĩa. Câu số 13, năm ngoái họ đã đến thăm cái nhà thờ Thánh Paul và cái tòa tháp. Thì đây đề cập đến một cái cathedral, đúng không?
Cathedral tức là một cái nhà thờ nó vô cùng lớn nhỉ. Câu số 13 thì khi muốn nói là nhờ nhà thờ thánh Thánh Phaolô ấy, thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ đằng trước nhé, chúng ta sẽ không dùng mạo từ visit St. Paul Cathedral thôi. Đó, St. Paul ở Hà Nội cũng có bệnh viện, đó St. Paul hay còn dịch là bệnh viện Saint Paul ấy. Đúng rồi. Đó, mình dịch là bệnh viện Saint Paul nhưng mà tiếng Anh ấy thì nó là St. Paul. Đó. Nghe hơi dịch ra nghe thấy nó lạc đi một kiểu khác đúng không? Câu số 14, when I was a child, I always, đó, khi tôi còn nhỏ thì tôi luôn gì ngưỡng mộ đúng không? Đó, rất là tôn trọng, ngưỡng mộ ai đấy, respect to my father. Đó là ông là một cái hình mẫu lý tưởng cho tôi. Hai cái từ này nó trái nghĩa nhau. Look down on là coi thường. Đấy thì tôn trọng ngưỡng mộ thì nó sẽ là look up to, nhìn lên trên. Còn look out for tức là canh chừng, đấy cẩn thận, dè chừng, cẩn thận, đó, canh chừng cái gì. Còn look forward to thì cộng với verb in nhá, nó mang nghĩa là mong mỏi, mong ngóng. I'm looking forward to seeing you again chẳng hạn. Đó, rất mong được gặp lại bạn. Cô thấy Mai Vi làm đúng rồi. Bây giờ các em sẽ sang câu số 15 và câu số 16. Hơn 150 căn nhà. Đó, every year căn nhà nó có tự xây dựng được không ạ? Vậy suy ra đây chính là câu bị động hiện tại đơn. Đó, bị động hiện tại đơn dựa vào every year đúng không ạ? Thì cấu trúc bị động hiện tại đơn thì chúng ta sẽ chọn ngay được là đáp án B. Rồi sang câu số 6, trong khi tôi đang đi về nhà vào cái ngày đó thì tôi tình cờ bắt gặp người bạn cũ. Thì cái hành động đang diễn ra là đang đi, đúng không? Cái hành động chen vào là bắt gặp. Thì run into, chúng ta có thể dùng run into này, run across, hoặc các bạn dùng bump into. Đó, bump into tức là gì? Tình cờ thấy, tình cờ bắt gặp ai, miss somebody by chance. Đó, by accident. Câu số 7, các bạn sẽ cần một collocation kết hợp với research. Cô thấy rất nhiều bạn là chọn là đáp án B. Đó, các bạn nói là make research hả? Tôi cũng đã thực hành và tôi cũng đã là thực hiện một số cái nghiên cứu để tìm ra cái cách rẻ nhất để đi tới đó. Thì khi mình muốn nói là tiến hành đó, những cái nghiên cứu như thế nào thì ở đây cô thấy Mỹ Hằng đã đưa ra đáp án vô cùng chính xác. Đó, Mỹ Hằng làm rất tốt, đó y như cô luôn rồi đấy. Chúng ta sẽ dùng gì? Sẽ dùng do nhá. Do này, carry out này, undertake, conduct, implement kết hợp với research, survey, test. Và các bạn nhớ là cái từ, nhớ cho cô là cái từ research là danh từ không nếm được nên chúng ta sẽ không thêm ơ ăn gì trước research. Câu 18 là một câu rất khó để phân loại thí sinh, nhưng các bạn có thể đoán được không? Jimmy trông rất là vui, thường thì rất là vui nhưng hôm nay thì lại làm sao? Các bạn nhìn thấy từ bạn đấy, thường vui thì chắc chắn là hôm nay rất là buồn, phải không? Thế cái thành ngữ gì nó diễn tả là buồn nhỉ? Chắc hẳn là anh ta đã cãi nhau với bạn thân. Đó, chúng ta có một cái collocation đó là have a quarrel, have a row with somebody. Đó, tranh cãi nhau với ai? Mặt buồn rười rượi đúng không? Have a long face, mặt dài ra. Đúng không? Tức kiểu mặt dài ra ở đây tức là theo kiểu very sad, đó chán nản, rất là buồn. Nên câu số 10 các bạn sẽ chọn là face nha. Long chin hả? Không phải chin nhá, mình sẽ chọn là face. Thế là Nguyễn Đạt chọn là chin hả? Hoài An bảo là lụi chật, thế à? Mặt buồn thười thượi ấy, đúng không? Thường phải là mặt chứ, đó. Rồi câu số 19 ở đây chúng ta thấy cái từ suggest này. Rất nhiều bạn hay làm sai cái cách sử dụng của suggest. Cái từ suggest nó có những cái cách sử dụng như sau. Đầu tiên là đưa ra một cái lời đề nghị thì chúng ta sẽ đi với verb in. Cái cách thứ hai được sử dụng trong cái dạng câu mà chúng ta thấy ở đây. Đó, ai đó đề nghị cái gì đúng không? Theo sau có thể có that hoặc không đi với một mệnh đề. Trong thể giả định cộng với verb nguyên thể hoặc là be verb phân từ hai nếu mang nghĩa bị động, hoặc các bạn sẽ dùng là should verb nguyên thể. Và cái cách sử dụng thứ ba của suggest đó là chủ ngữ cộng suggest.
Đó, once verbing chứ không có to verb nhé. Nhiều bạn nói là suggest to do something là sai. Đấy, hoặc là suggest tân ngữ cũng là sai. Nó phải là tính từ sở hữu. Đó, tính từ sở hữu chứ không phải là tân ngữ. Câu số 19 thì ở đây tôi đề nghị là nên gì decorate, đấy, trang hoàng lại nhà cửa trước Tết. Thì cái căn phòng nó không thể tự decorate được. Vậy nên bị động với nó sẽ là be verb phân thứ hai. Câu 20 và câu 21. Having been selected, được chọn là đại diện cho công ty. Vậy thì ai được chọn? Đúng không? Ai được chọn? Chúng ta phải đặt ra câu hỏi ai được chọn thì đấy chính là chủ ngữ của vế thứ hai. Thì nó sẽ suy ra chủ ngữ vế thứ hai. Đó, ai là người được chọn? Các thành viên vỗ tay hưởng ứng anh ta, thành viên chúc mừng anh ta phải là anh ta là người được chọn, đúng không? Chủ ngữ phải là him chứ không phải là he, chứ không phải là các thành viên được chọn. Chứ không phải là cái bài thuyết cái bài thuyết trình đúng không? Nó được chọn không phải cái bài phát biểu nó không đúng. Đó. Thế nên phải là he, anh ta được chọn. Nếu như câu này cô viết đầy đủ thì cô sẽ viết là bởi vì anh ta được chọn hoặc là sau khi anh ta được chọn. Cô sẽ thêm một số các liên từ như là after hoặc là since he had been selected. Đó, và sẽ rút gọn ở dạng phân từ hoàn thành là having been selected. Thế thôi. Chúng ta có cái cụm là make này, give này, deliver, a script, đó, phát biểu, thực hiện một cái bài phát biểu như thế nào đó. Phải phát biểu ngắn, phát biểu dài thì tùy. Chúng ta sang 22, 23, 24. Câu 21 đã, bạn càng học nhiều thì bạn sẽ càng có nhiều kiến thức, đúng không? The more you study, the more knowledge. Thì ở đây các bạn nhớ là cái dạng so sánh càng càng ấy thì sẽ là the cộng so sánh hơn. Đấy, cái vế sau nó cũng sẽ là the so sánh hơn. Và mệnh đề thì đứng sau. Đấy, cái mệnh đề nó sẽ đứng sau. Bạn càng học nhiều thì bạn sẽ càng có nhiều kiến thức. Câu số 22 chúng ta nhìn nhanh ra xem nào. Câu 22 nhỉ. Cô thấy nhiều bạn chọn câu 22 là đáp án A. Đó, câu 22 cô thấy nhiều bạn chọn đáp án A là các bạn sửa cannot thành could not vì các bạn nhìn nhanh là bought thì vế sau phải là could not đúng không? Nhưng mà không đúng. I bought an interesting book last week, but I cannot find them now. Có từ now mà. Đúng không? Vậy là cannot vẫn đúng. Yeah, I bought an interesting book. Uninteresting, một cuốn sách thì không thể là find them được. Không thể tìm thấy cái cuốn sách đấy nên sẽ là phải là find it, đúng không? Many students took part in the entrance examination at university every year. Chúng ta thấy từ every year là hiện tại đơn nên các bạn sẽ chia là take. Vậy thì suy ra câu cuối chính là câu sai về từ vựng. Đó, câu sai về từ vựng. Chúng ta có những cái từ mà nó rất dễ gây nhầm lẫn như là từ successful này. Đó, successful này, successive này hay gây nhầm lẫn với nhau. Hay là từ formal và từ formal. Đó, thì những cái này các bạn đã được học ở trong khóa học rồi, đúng không? Chúng ta đã được học về confusing words. Thì các bạn sẽ học theo cụm như vậy. Mình dựa vào nghĩa là nhiều đạo diễn phim thành công, chứ không phải là đạo diễn phim kế tiếp liên tiếp được, đúng không? Thế nên ở đây dịch với nghĩa thành công là đúng, chứ mình không thể dịch với nghĩa là kế tiếp liên tiếp được. Đó. Thì trước đây họ đã từng là gì? Là diễn viên. Đấy, trước đây đã từng là diễn viên. Thì cái từ formal này tức là trang trọng. Ví dụ chúng ta sẽ nói là formal clothes, tức là trang phục rất là trang trọng, đúng không? Còn formal là cũ, trước đây. Đó. Trước đây là diễn viên. Đó, muốn mở rộng kinh nghiệm của họ trong cái lĩnh vực điện ảnh. Đúng rồi, chúng ta formal các bạn sẽ chuyển thành formal. Các em sang câu số 25. Câu 25, leader's final exam is very important. She realized little of it. Các bạn nhìn thấy từ little chưa? Rất ít. Đúng không? Rất ít. Đấy, hầu như không. Chúng ta có một số những cái từ nó mang nghĩa phủ định. Một số từ mang nghĩa phủ định, chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như là little này, few này, đúng không? Hay là hardly này, đó, barely này. Đó, những cái từ này nó mang nghĩa phủ định. Kết quả kỳ thi của Linder
cái bài thi cuối cùng của leader thì rất quan trọng và cô ấy hầu như không nhận ra. Cô ấy hầu như không nhận ra là cái gì, cái bài thi cuối kỳ quan trọng. Đúng không? Bây giờ các bạn sẽ đảo nghĩa với leader. Còn các cái từ khác là sai nghĩa. Từ never, không bao giờ nhận ra cũng là sai nghĩa. Đúng không? Hay là on no occasion cũng không bao giờ nhận ra là sai nghĩa. Còn D là không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, leader cũng không nhận ra. Các bạn thấy BCD nó đều dịch phủ định hoàn toàn là không đúng. Câu này phải là nhận ra rất là ít, hầu như không nhận ra. Nấm, Lam và Thùy chọn đúng. Câu 26, họ quá bận với cái việc nhà và họ thực sự muốn đi cắm trại. Đó, thì bây giờ nếu như họ không bận, đúng không? Hay là họ ước là họ không bận việc nhà thì họ có thể đi cắm trại. Thì bây giờ chúng ta muốn giả định ở hiện tại, các bạn sẽ lùi về câu ước quá khứ đơn hoặc câu điều kiện lại 2. Câu điều kiện lại 2 chứ không phải điều kiện lại 3. Đúng không? Các bạn giả định hiện tại mà. Đó, các bạn phải lùi về quá khứ nhờ, chứ không phải là các đáp án khác là sai về động từ. Động từ nó phải là ở quá khứ đơn. Câu 27, 28, 29, những cái mẫu câu như thế này hầu như trong cái đề thi thử nào cũng có cả. Đấy, năm nào cũng vậy thôi, nó cứ lặp đi lặp lại. Các bạn sẽ tường thuật lùi thì cho cô từ quá khứ đơn về quá khứ hoàn thành yesterday thành the day before. I thì các bạn sẽ chuyển thành she. Anh ta tới thăm, anh ta về thăm quê hương là 3 năm trước, tức là đã không về thăm quê được ba hương được 3 năm rồi. Không cần thiết phải làm gì thì chúng ta sẽ thay cái từ no need bằng gì? Bằng needed. Nên đáp án sẽ là D. Câu số 30 này, delay này, confirm này, confine đều đọc là the, chỉ có short lated các em sẽ đọc là t, đó sẽ đọc là t. Health, head, death đều là e, chỉ có dream là e thôi nên các bạn sẽ chọn là dream. Cô thấy sunrise, my v, các bạn làm rất tốt. Câu 32, 33 nhá. Đó, sang nốt hai câu dễ nữa, còn bây giờ sẽ hai câu dễ nữa thôi, còn lại là phần khó rồi. Hai người này, Bình thì đang mời Nam tham gia một cái football club. Đó, I know you're very good at playing football. Có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không? Thì khi người ta đưa ra một cái lời đề nghị như này thì mình muốn thì mình sẽ là gì? That's a good idea, đúng không? I love to. Đấy, I love to. Còn câu 33, bà Brown nói là kỹ năng mềm thì nên được dạy cho trẻ em. Và ông Smith nói là chúng rất cần thiết, tức là gì? Ông Smith cũng nói chúng ở đây tức là những cái kỹ năng mềm đấy. Chứng tỏ ông ấy đồng tình với cái quan điểm trên, đúng không nhỉ? Nên các bạn sẽ chọn là bản B. Đó, 33 câu đầu tiên rất là sương sương thôi. Có một cái câu thành ngữ mặt dài buồn thười thượi ấy là hơi khó một chút. Còn những câu khác là hầu như trong đề nào nó cũng lặp đi lặp lại như vậy. Đúng không? Những cái dạng phát âm, trọng âm rồi kiểu gì các bạn cũng phải làm được nhá. Chúng ta sang câu số 34. Câu số 34 đoạn đầu người ta nói vào rạng sáng ngày 25 tháng 11 2023 thì cái người này, một người bà hai đứa cháu thì in her 60 living ở Mexican City thì đã gì chứng kiến cái mái nhà bằng kim loại bay lên trời và bị xé toạc ra với cái tốc độ là 270 km/h. Bà ấy là một trong những rất nhiều cư dân mà có tài sản, đúng không? Cư dân có tài sản bị mất trong cái cơn bão Otis tàn khốc. Khó này. Câu đầu tiên là một thành ngữ. Chúng ta sẽ nói là in hoặc là into small hours. Đấy, đã gọi là thành ngữ các bạn không biết là các bạn sẽ chịu luôn. Nên đáp án ở đây sẽ là small. Và chúng ta sẽ hiểu tức là in the early, rạng sáng. Đó, morning hour. Đó, vào rạng sáng ngày 20 năm. Tức là vào rạng sáng, vào sáng sớm ấy. Được chưa? Các em sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D, câu số 34. Mì nấm chọn D, đúng rồi, sunrise chọn D. Và gì đây ạ? Bà ấy là một trong số rất nhiều cư dân, người mà có cái tài sản, cái từ property ở đây tức là tài sản của ai, tài sản của những cái cư dân được nhắc đến ở đằng trước. Đúng không? Property của ai, của resident được nhắc đến đằng trước. Vậy nên property ở đây nó sẽ là sở hữu. Thì cái từ nó mang nghĩa sở hữu ở đây phải là whose property, đúng không? Người mà có những cái tài sản bị
mất do cái cơn bão Otis tàn khốc. Vừa rồi các bạn đã được học cái từ devastating. Cái từ devastating nó mang nghĩa rất là kiểu là rất là mạnh ấy, thường nói về thiên tai thảm họa vô cùng tàn khốc, cause a lot of damage. Đó, cause a lot of damage or destroy something kiểu rất là seriously, và nó sẽ xem như là disastrous, tính từ tàn khốc, chúng ta sẽ dịch là tàn khốc nha. Các bạn sang đoạn sau, đấy, bài này nói về cơn bão Otis, đúng không? Là cái cơn bão mạnh nhất mà đã từng đổ bộ. Cái từ hit ở đây chúng ta sẽ dịch là đánh đập, đúng không? Đấy, đổ bộ với cái cơn bão thì các em sẽ dịch là đổ bộ nhá. Ngày hôm qua các bạn có báo cáo cái câu này nhưng mà cô không kịp được cô sửa. Đó, do cô soạn đề thì như kiểu là cô giữ cái form ấy, rồi lát nữa cô lại quên không đọc lại một lần nữa. Rồi câu số 36, rất nhiều bạn đã phát hiện ra đúng. Câu 36 là chúng ta sẽ phải cần một cái lượng từ ở đây chứ không phải là cần một cái liên từ, đúng không? Otis là cái cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương của Mexico và đã làm hư hại hơn 200.000 ngôi nhà và đã giết chết ít nhất là 45 người cùng hàng chục người khác. Câu 36 vô cùng hay, người khác. Reported missing. Nhiều bạn cho rằng missing ở đây là danh từ. Đó, nhiều bạn cho rằng missing ở đây là danh từ và các bạn ấy chọn là another. Mì nấm nè, Hồ Ngọc Hà chọn đáp án B, Mỹ Hằng chọn B, ra các em giỏi thế. Cô cứ nghĩ là cô sẽ lừa được các bạn cái câu này cơ. Nhưng mà cô cũng khi mà xem đáp án ấy, các bạn điền ấy, cô thấy có bạn chọn other, có bạn chọn là another, cô cũng thấy vui. Vì là nó bỏ công cái cô phải nghĩ xem là như thế nào để bẫy các bạn ấy. Đó thì cũng rất nhiều bạn chọn là others. Yes. À, Hữu Thịnh chọn đúng rồi. Câu này yes, ở đây nó sẽ là gì? Other people, đúng không? Who are reported. Đó, missing. Đó, nó đầy đủ nó sẽ là thế này. Được chưa? Với hàng chục nghìn người khác, others, tức là other people who are reported missing, thì người ta sẽ lược bỏ who are đi, đúng không? Lược bỏ cái who are đi là tự nhiên thấy reported missing, mình cứ nghĩ nó là một cụm danh từ nhưng mà không phải đâu. Đó. Thế ở đây nó sẽ phải là others mới đúng nhá. Và cái việc cảnh báo thất bại, nó không cảnh báo được người ta về cái cường độ của nó thì đã được thừa nhận là một trong những cái thiếu sót lớn nhất trong cái dự báo khí tượng gần đây. Và chỉ 2 ngày trước khi cái cơn bão đổ bộ thì cái trung tâm dự báo khí tượng này xếp loại Otis là cấp độ 1. Đúng không? Cấp độ 1 thì kiểu cảm giác nó rất là nhẹ thôi. Nhưng lại bất ngờ chuyển sang cấp độ 5. Các bạn thấy chưa? Đang ở cấp độ 1 mà về sau lại cấp độ 5 thì chắc chắn nó phải là nhưng. Đấy, thì cái từ but nó sẽ chen vào đây. Mì nấm bảo là học cô Liễu mấy nay không sợ bị lừa nữa. Thế à? Bách bảo là ngồi xong em bay câu 36 chọn D. Thế cô biết mà. Cô cũng thấy nhiều bạn chọn another, nhiều bạn chọn other lắm. Phải tìm mãi mới được cái câu mà cái đoạn nó hay hay, có cái câu để cho vào cho các em. Đang ban đầu thì chỉ cần báo cấp độ 1 thôi, đúng không? Nhưng bất ngờ chuyển cái dự đoán sang cấp độ 5 và chỉ vài giờ trước khi cái cơn bão đổ bộ. Và cái lúc đó thì rất ít người, các bạn nhìn thấy cái từ feel chưa? Đấy, feel tức là rất ít, hầu như là hiếm ai có thể sơ tán được trong cái hoàn cảnh đấy. Đấy. Báo gấp như vậy thì ai mà người ta chạy được, đúng không? Evacuate tức là sơ tán, rời khỏi một cái tòa nhà, rời khỏi một cái nơi. Đấy, do thiên tai, lũ lụt, bão, cháy, hỏa hoạn, đó, evacuate. Và 2 ngày sau cái cơn bão thì người dân nhận được cái tin là Marines ở đây, tức là lính thủy đánh bộ ấy, thì sẽ phân phát. Đó, sẽ phân phát những cái hộp, phân phát đậu đóng hộp, bánh gạo và bánh quy cho những cái gia đình ở khu vực lân cận. Nhưng một cái đám đông lớn đã tụ tập và rõ ràng là không có đủ đồ phân phát cho họ. Và mọi người thì bắt đầu tranh giành thức ăn. Đầu tiên thì họ chỉ la hét thôi, nhưng sau đó thì họ xô đẩy và đấm nhau. Và những người lính thủy quân này đã phải đóng cửa và bỏ đi. Thì cái từ phân phát thông thường chúng ta sẽ dùng từ là deliver, đúng không? Hay là từ hand out,
đây các bạn học thêm từ disperse. Đó, disperse nha. Còn từ disband tức là tan rã, ví dụ như là tan rã một cái ban nhạc chẳng hạn. Còn đáp án B từ dispel tức là xua đuổi. Xua đuổi cái gì? Tức là xua tan những cái... Các bạn xem vào ví dụ của từ này, nó sẽ là xua đuổi bóng tối, xua đuổi nỗi sợ hãi. Đó, kiểu như vậy, dispel. Còn từ detrust, ôi trời ơi, chắc là cô phải phải nói rất nhiều cái từ detrust này rồi đúng không? Đó, Mỹ Hằng comment mang nghĩa là xả thải đổ, tương tự release, dispower. Đúng rồi, nó nghĩa xả thải đổ ấy, nó release, dispower, tức là có cái câu là discharge the chemical weight, đúng không, into the river ấy, đổ rác, đổ những cái chất hóa học. Nghĩa thứ hai là sa thải người làm, thì nó đồng nghĩa với rất nhiều cụm từ. Nghĩa thứ ba là cho xuất viện. Yes, thế là xong. Các em có làm đúng hết 5 trên 5 câu không? Các bạn có làm đúng hết 5 trên 5 của cái phần đọc đọc điền đấy không? Comment cho cô xem là đúng bao nhiêu câu. Rồi chúng ta chuẩn bị sang cái bài đọc hiểu số 1. Vũ Bách được 4 trên 5, Vũ Thùy 4 trên 5. Vậy là các em sai cái... Bách chắc là sai câu lượng từ đúng không? Thùy sai cái câu gì? Thùy sai câu gì nhỉ? Quỳnh Lam cũng bảo là sai câu others. Mất tiêu cô ơi. Cô biết mà. Kiểu gì các bạn chả sai câu others. Đó. Lâu lâu mới được câu others hay nhỉ? Minh Ngọc cũng được 4 trên 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài đọc số 1 nhỉ? How would you use to would you, cái từ would you này cũng rất là hay nhá. Đó, thay vì nói là used to do something, người ta sẽ dùng từ would you đấy các bạn ạ. Bạn sẽ dùng cái cách nào để mô tả một cái người hướng nội, hoặc cũng có thể dùng là bạn đã từng. Đó, miêu tả một cái người hướng nội như thế nào, là xấu hổ, luôn một mình hay là nhạt nhẽo. Đây là những cái tính từ đúng không, thường có thể dùng để miêu tả những người hướng nội, hay là không làm việc tốt trong nhóm. Và nếu như đây là câu trả lời của bạn thì bạn có thể muốn đọc tiếp và suy nghĩ. Thế thì đây người ta sẽ đưa ra chúng ta cái câu là thế nào, đúng không, là người hướng nội. Người hướng nội là người như thế nào, họ có cái tính cách như thế nào, đúng không? Và chúng ta sẽ rất tò mò đọc tiếp là à như thế nào thì mới là hướng nội nào. Một người hướng nội thì sẽ cảm thấy bị choáng ngợp vì giao tiếp xã hội quá nhiều, và họ thường cần một chút thời gian yên tĩnh để có thể làm sao nạp lại năng lượng. Đấy, khi mà họ giao tiếp xã hội quá nhiều, đúng không? Khi mà họ giao tiếp và tiếp xúc với quá nhiều người thì họ phải cần cái không gian yên tĩnh để họ có thể nạp lại cái năng lượng của mình. Và người ta nói là thì thật không may đôi khi mọi người nhầm lẫn. Đấy, nhầm lẫn cái mong muốn được ở một mình này là một cái cảm xúc tiêu cực. Mặc dù người hướng nội đó có thể cần cái thời gian ở một mình mỗi ngày để gain back their energy, đó, để có thể lấy lại cái năng lượng của họ, đúng không? Nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là họ đang có cái tâm trạng tồi tệ hoặc là họ luôn muốn ở một mình. Đấy, không phải như vậy, đúng không? Điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là họ vẫn thích dành thời gian với những người mà gì? Mà họ biết rõ. Thì ở đây câu số 40 người ta hỏi là tại sao người hướng nội cần thời gian ở một mình? Thì ngay dòng một đoạn 2 người ta giải thích, đúng không? Khi mà họ giao tiếp xã hội thì họ cần thời gian để họ gì? Lấy lại gì? Năng lượng, đúng không? Nên đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án B, là spending time with others lowers, làm giảm cái mức năng lượng của họ đi. Nên là họ phải cần một cái thời gian yên tĩnh để họ có thể recharge their energy, đúng không? Mỹ Hằng bảo là đáp án A sai ở they hate socializing. Đúng rồi, có phải là họ ghét không? Đấy, thế nó sai ở they hate. Thì khi mà các em đi thi các bạn sẽ gạch luôn. Nó sẽ gạch luôn như thế này để chúng ta biết được là à mình phân tích luôn, mình đỡ phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Đáp án B bởi vì nó giúp họ giải quyết những cái cảm xúc tiêu cực. Họ cần thời gian ở một mình vì nó giúp họ giải quyết cảm xúc tiêu cực, có phải không? Không, đúng không? Yes. Đúng rồi, Mỹ Hằng chọn đúng. Mì nấm chính xác.
Và D sai ở do do not understand them. Đúng rồi. Đáp án D nói là bởi vì những người khác đôi khi không hiểu họ. Có phải là do người khác không hiểu họ cho nên là họ ở một mình không? Không. Và mì nấm đã đưa ra một cái từ được paraphrase, đó chính là gain back the energy, recharge. Rất tốt. Câu 40 chúng ta chọn ngay đáp án B. Và các bạn đọc sang đoạn số 3, người ta nói là mặc dù một số người cảm thấy là trải qua cái nhút nhát và lo lắng khi giao tiếp xã hội, nhưng mà những người hướng nội không nhất thiết là cảm thấy e sợ, lo lắng về cái việc nói chuyện với người khác. Tức là họ họ không không có như thế, đúng không? Họ có không có apprehensive trong cái việc nói chuyện với người khác, họ không có e ngại hay lo sợ gì hết. Người hướng nội thì thích suy nghĩ trước khi nói và thường không thích tám chuyện tầm phào. Cái từ small talk ở đây tức là những cái chuyện nhỏ nhặt tầm phào ấy, người ta không thích. Và thay vào đó thì họ muốn tìm hiểu một cái người nhiều hơn trước khi bắt đầu một cái cuộc trò chuyện. Vì vậy bạn có thể làm gì để start a conversation, bắt đầu một cuộc trò chuyện với người hướng nội tại các cái cuộc tụ họp xã hội? Thì hãy thử thảo luận về những cái chủ đề mà người hướng nội quan tâm, và bạn có thể thấy rằng là họ làm sao nói nhiều một cách gì đáng ngạc nhiên. Đấy, cô cũng cũng là kiểu người như vậy, cô hướng nội nhưng mà đã gặp ai hợp gu là thôi tám trên trời dưới đất. Nên là suốt cái quãng đời thời gian đi học hay đi làm, cô không có nhiều bạn nhưng mà bạn rất là thân. Đó, mình không không có nhiều nhưng mà khi mà cảm giác đã hợp ấy thì sẽ rất là thân. Kiểu như vậy. Không phải là mình không thích nói chuyện đúng không, mà mình sẽ chỉ nói chuyện với những ai mà mình cảm thấy hợp thôi. Hay là mình chỉ kết bạn, mình chỉ cảm giao du với những người mà hợp gu thôi. Đấy, chứ không phải là ai cũng chơi được. Không, nhiều khi cảm giác mà không không thích đúng không? Câu số 41, cái từ apprehensive trong cái ngữ cảnh này nó mang nghĩa là lo lắng, e dè, e sợ, chứ không phải là họ cảm thấy chán nản, depressed, chán nản, trầm cảm ấy, không 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 phải, đúng không? Đó, còn từ shock là sốc, cảm thấy buồn bã, upset, không đúng. Không có nghĩa là người hướng nội cảm thấy lo lắng đâu. Các bạn hướng nội hay hướng ngoại? Hay là hướng lung tung? Rồi chúng ta đọc sang đoạn cuối. They ở đây tức là đề cập đến ai? They ở đây chắc chắn là introvert đúng không? Nên câu 42 chúng ta sẽ chọn đáp án D. Và sang đoạn cuối người ta nói một cái sai lầm, một cái misconception rất phổ biến và có hại khác. Đó là đó một cái là introversion là một cái đặc điểm tính cách tiêu cực. Đó, người ta cứ nghĩ là hướng nội cứ một mình như vậy, không thích nói chuyện như vậy là tiêu cực đúng không? Và điều này có thể đặc biệt rắc rối với những cái đứa trẻ hướng nội. Những đứa trẻ thường xuyên bị đẩy vào các cái tình huống xã hội bởi người lớn vì suy nghĩ rằng là cái việc giao tiếp xã hội là cách để sửa chữa con cái của họ. Các bạn thấy cái quan điểm này rất là đúng đúng không? Nhiều cha mẹ luôn là nó rút nhút nhát, nó rụt rè đó. Nó phải đi ra ngoài nhiều hơn, phải giao tiếp xã hội nhiều hơn, bắt con phải thế này, bắt con phải thế kia. Thì ở đây người ta nói với những cái người hướng nội ấy, thì cái việc liên tục bị nói rằng bạn cần phải nói nhiều hơn, đấy cũng giống như nói với một người hướng ngoại rằng bạn cần phải im lặng. Có ai bảo thấy không? Cái đứa nó nói nhiều bắt đầu im lặng nó có chịu được không? Làm sao nó chịu được đúng không? Và nó ngụ ý rằng có cái điều gì đó không ổn với cái cá nhân đó, và do đó nó là một cái điều cực kỳ bị xúc phạm. Cái thời ngày xưa khi cô mới dạy online ấy, đó có những người mà có những cái công ty mà cô hợp tác ấy, họ nghĩ là bây giờ theo kiểu là cô bị trầm quá, nghĩa là cô phải làm sao phải phải show up, khoe những cái ảnh theo kiểu là đi chơi đi ăn, phải làm sao cho nó thật là hoành tráng ấy, phải ăn mặc đẹp, phải thật là xinh, phải giấu về cái tình trạng gia đình, hay là thậm chí đến mức còn bảo cô là đặt một cái tên bằng tiếng Anh. Đó, vì cái tên của cô thì nghe nó hơi quê mùa chẳng hạn. Để cô cảm giác như kiểu là cực kỳ bị xúc phạm ấy. Tại sao mình phải đặt một cái tên tiếng Anh, hay là tại sao mình phải làm những cái điều mà mình không thích đúng không? Hay là theo kiểu là bảo là mình dạy nó hơi nhạt nhẽo, nghĩa là phải pha trò, phải nói những cái câu tếu tếu để cho học sinh nó vui ấy. Thì thực ra đấy nó không phải là cái tính cách của mình. Đấy, cô chỉ thấy là như nào mình cảm thấy thoải mái nhất, đúng không? Mình là con người như thế, mình thấy như thế nào thoải mái nhất thì mình làm thôi. Đó, chứ không phải là phải thế nọ, phải thế kia, thấy những người thành công người ta làm như thế này thì mình cũng phải làm như họ. Đấy là điều mà cô không thích.
Và sau một thời gian làm ở cái công ty đó thì cô à và mà cô còn cảm thấy không được coi trọng như vậy ấy. Đó, nên là cô sẽ xin nghỉ luôn các bạn ạ. Cô không không làm cho cái công ty đấy nữa. Đúng không? Thì đọc cái bài này cảm giác rất là đồng cảm với các bạn hướng nội luôn. Đó, hướng nội thì luôn liên tục bị nói là phải nói nhiều hơn. Đấy, cũng giống như là nói với cái người hướng ngoại rằng gì là nhỉ? Nói ít đi, nói nhiều thế, đúng không? Đấy, mỗi tính cách của một người nó khác nhau, mình cần phải tôn trọng chứ. Đúng không? Mình không thể thấy là à người này như thế này, người kia như thế kia, đúng không nhỉ? Nó sẽ rất là khác. Nên là từ đây ở đây đó chính là introvert. Và câu số 43, thông tin nào sau đây không được hỗ trợ bởi các cái information trong bài? Thì đáp án A là người hướng nội thì chỉ muốn tương tác với những người mà họ thân thiết thôi. Còn đáp án B, một số cha mẹ muốn con mình, người ta dùng cái từ một số nên là rất đúng nhé. Đó là hướng ngoại thay vì hướng nội, thì cái thông tin này có đề cập đến trong đoạn cuối. Vậy nên là B là có, đúng không? Còn C, một người hướng nội thì là không thích nói về những cái chủ đề không quan trọng. Đó, không thích nói về những cái chủ đề không quan trọng chính là cái câu mà chat chip, small talk ấy, đúng không? Vậy nên C cũng đúng, có được đề cập. Còn đáp án D sẽ rất là thô lỗ, thì trong bài người ta dùng cái từ gì? Offensive, đúng không? Từ cuối cùng của cái đoạn này luôn. Đó thì offensive tự giống kiểu là bị xúc phạm, tức là gì? Thô lỗ. Khi nói với một người hướng ngoại rằng là họ nói quá nhiều, có đúng không ạ? Vậy nên B, C, D là đúng và đều được đề cập đến trong bài. Thì đáp án A là sai. Đúng không? Đáp án A là không được đề cập đến trong bài. Người ta có thông tin nói là người hướng nội chỉ muốn tương tác với những người họ thân thiết không? Không. Chúng ta nhìn vào đoạn số 2 nhá, cái thông tin nó hơi liên quan một chút là ở đoạn số 2. Thì đoạn số 2 người ta nói là gì đấy? Cái điều quan trọng cần phải hiểu là họ vẫn thích dành thời gian với những người mà họ hiểu rõ, chứ không có nghĩa là họ chỉ tương tác với những người thân thiết. Đúng không? Không có nghĩa là họ chỉ tương tác với những người thân thiết là sai. Câu đó là not given. Và cả một cái bài này nói về người hướng nội, đúng không? Những điều mà chúng ta hiểu nhầm về người hướng nội thì ngay đoạn số 1 ấy, ngay đoạn số 1 người ta nói là à bạn cho người hướng nội là những người shy alone, thích dành thời gian một mình có phải không? Thì bạn cần phải đọc tiếp. Thì chính những cái câu người ta dẫn dắt đấy là những cái mà chúng ta hiểu sai, đúng không? Về người hướng nội. Nên câu 39 đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án A. Thing may you may get wrong about introvert. Đó. Còn đáp án B, tại sao người hướng nội có vẻ cô đơn đến như vậy? Cái thông tin mà cô đơn nó có bao quát hết cả bài không? Không thể làm title đúng không? Cô đơn, shy, nói ít, không phải. Hướng nội không phải là cái vấn đề về tinh thần có đề cập đến mental health hay mental problem đúng không ạ? Hay là hướng dẫn để kết nối, hướng dẫn để kết nối, để chơi, để socialize với người hướng nội là sai rồi. Câu 39 đáp án sẽ là A. Mặc dù cái bài nó thông tin hơi dài như vậy nhưng mà cũng rất dễ để cho chúng ta có thể đoán được, đúng không? Các bạn dịch được. Nên câu 39 các em sẽ chọn đáp án A. Đó, cô nghĩ là các bạn làm đúng hết 5 trên 5. Các em làm đúng hết 5 trên 5 không? Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn 7 câu nữa thôi các bạn ạ. Chỉ còn 7 câu nữa ở bài số 2. Đó, bài số 2 khi mà đọc cái bài báo này ấy, khi đọc cái bài số 2 thì cô nhớ ngay về cái thời teenager, về cái thời của cô hồi cấp 3 ấy. Cứ mẹ cô cứ mỗi lần cô rửa bát xong. Đó, cứ mỗi lần cô rửa bát xong thì đúng là mình vô tư nhiều khi mình hay quên không tắt điện ấy. Đó, nhà cô thì cũng khá khá là rộng, rửa bát một một chỗ riêng thì cô quên cô không tắt điện ở cái chỗ đó và lần nào mẹ cô cũng phải nhắc là tắt điện chưa thì đã rất nhiều lần là cô nhớ cô tắt điện rồi nhưng mẹ cô nói nhiều lắm. Không biết là mẹ các bạn có nói nhiều không? Mẹ cô từ trước đến giờ, thậm chí bây giờ cô lớn bằng này rồi vẫn cứ nói nhiều, vẫn cứ dặn dò rồi nhiều khi mình đã biết lắm rồi nhưng mà vẫn cứ nói nhiều làm cho mình kiểu bức xúc ấy. Thế là cô đã tắt điện rồi nhưng mà mẹ cô cứ bắt cứ hỏi là đã tắt điện chưa rồi để, xong là cứ lôi từ những cái chuyện là chẳng bao giờ tắt điện cả, đã bảo con tắt rồi nhưng mà vẫn cứ cứ lôi từ những cái lần mà mình đã làm sai từ trước, lôi từ quá khứ đến hiện tại và nói đi nói lại rất là nhiều. Thì khi mà mẹ cô nói nhiều như vậy cô lại ra cô lại bật hết điện lên, kiểu là cái thời mình cũng hơi nổi loạn ấy, nhưng kiểu là chống đối ấy.
Ví dụ chỉ cần nói một lần thôi, nói hai lần thôi, nhưng mà nói nhiều đúng không? Nói ba bốn lần xong còn cứ nhắc đi nhắc lại rồi là ẩu không cẩn thận rồi cẩu thả rồi là tốn tiền điện cái kiểu kiểu như vậy, bức xúc. Đó thì bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi trẻ trâu đúng không? Đó mình chống đối hơi buồn cười. Khi đọc cái tiêu đề cái chỗ này cô thấy rất buồn cười và cô cảm thấy là rất giống với cô cái thời đấy. Đó, tất cả chúng ta đã từng như vậy trước đây. Khi bạn định rửa bát này, nhưng mẹ của bạn lại đột nhiên yêu cầu bạn phải làm như vậy trước khi bạn thực sự làm. Đằng nào mình cũng biết đúng không? Ví dụ như là mình sẽ biết là ăn cơm xong cái việc rửa bát là phần việc của mình rồi. Nhưng mà cứ nhắc là phải rửa bát đi nhá hay là phải rửa bát đi. Nhưng kiểu các bạn có cảm thấy thấy khó chịu không? Với một cái người mà theo kiểu cái tính tự chủ khá là cao như cô. Đấy, cô là một người có tính tự chủ khá là cao. Khi mà bị ai đó mà theo kiểu là nhắc làm cái gì ấy hay là kiểu ra lệnh một cách quá mức các thứ là cô sẽ rất là phản ứng kiểu như vậy các bạn ạ, không biết các bạn có thế không? Mẹ bạn đột nhiên yêu cầu bạn phải làm như vậy trước khi bạn thực sự có thể làm đó, và sau đấy thì mình không muốn làm nữa, nó không muốn làm nữa. Và đây là một cái ví dụ điển hình hình về một cái psychological reaction. Nó là một cái phản ứng tâm lý rất bình thường và hầu như trong số chúng ta ai cũng từng trải qua rồi. Và cái psychological reaction này là gì? Thì nó là một cái phản ứng rất là tự động của chúng ta khi được bảo phải làm gì. Đúng không? Khi được bảo phải làm gì, hầu hết mọi người thì đều có một cái phản xạ tinh thần tiêu cực cho cái việc này. Nó xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy rằng cái quyền tự chủ của mình, cái khả năng đưa ra quyết định của mình đang bị đe dọa. Đấy, đó là lý do tại sao mà bạn tức giận Bristol, tức là very angry khi mà người quản lý yêu cầu bạn thực hiện một cái công việc, hay là thậm chí khi mình suy nghĩ một cách rất là logic, biết rằng cái nhiệm vụ đấy là quan trọng nhưng mà mình vẫn có chút phản ứng, đúng không? Mà người ta nói là cái phản ứng tinh thần này thì không hề xấu nhỉ. Không hề xấu. Đó, suy cho cùng thì nếu như người ta quá là tuân thủ mọi lúc, ví dụ ai bảo gì cũng nghe, đúng không? Mình cứ răm rắp nghe lời, compliant là tính từ của động từ comply. Tính từ của động từ comply là tuân thủ đấy. Chúng ta có những cái từ nó mang nghĩa là tuân thủ, các bạn đã được học rồi này. Đó, conform to, comply, obey, đấy, tuân thủ, vâng lời. Nếu như mình tuân thủ, mình vâng lời mọi lúc thì mình sẽ dễ bị làm sao? Kiểm soát và lợi dụng. Đó, sẽ dễ bị kiểm soát và lợi dụng. Nhưng cái phản ứng tâm lý này đôi khi nó còn ngăn chúng ta làm những cái việc mà chúng ta nên làm, đúng không? Nó vừa lợi vừa hại. Đó. Và một cách đáng báo động ở đây là gì? Nó có thể khiến chúng ta cản trở cái sự tiến bộ của chính mình. Đó, khiến chúng ta cản trở cái sự tiến bộ của chính mình. Cái thông tin nó hơi dài cho nên chúng ta sẽ trả lời luôn câu số 45 và 46. Bạn thì cảm thấy tức giận khi người quản lý, đúng không, ask you to do a task. Đó, không phải bạn cảm thấy chán nản được. Cái từ Bristol ở đây tức là tức giận, cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi là không đúng nhỉ, cảm thấy tức giận. Và các em hiểu gì về cái phản ứng tâm lý? Các bạn phân tích cho cô câu 46 nha, các em phân tích câu 46. Thì đáp án A nó là một cái phản xạ tinh thần tiêu cực phát triển ở một số người. Đáp án B nó có hiệu lực. Đáp án B nó có hiệu lực bất cứ khi nào chúng ta gì đưa ra quyết định. Nghĩa là khi chúng ta đưa ra quyết định thì nó có hiệu lực á. Đáp án D nó thực sự có thể hữu ích với những người trong nhiều trường hợp. Đáp án D nó có thể thúc đẩy chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thực sự không muốn làm. Câu 46 đáp án gì các em nhỉ? Đó, chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Đó, psychological reaction mình sẽ dịch là cái phản ứng tâm lý, thì đáp án A là một cái phản xạ tinh thần tiêu cực mà có một số người là sai. Trong bài người ta nói là hầu hết chúng ta ở đoạn 1 đúng không? Chứ không phải là ở một số người. Trong bài người ta nói là we all been, nhìn thấy từ all chưa? Nên là bảo là một số là sai. Đấy, các bạn phải phân tích được như vậy. Trong bài người ta cho từ all ngay dòng một đoạn một từ all, thì bây giờ cho là some là sai rồi. Đáp án B là có hiệu lực bất cứ khi nào, thì nó sai là hiệu lực bất cứ khi nào, đúng không?
Đó, thế là B sai. Và nó sẽ phát huy tác dụng khi mà chúng ta cảm thấy cái quyền tự chủ của chúng ta bị đe dọa. Đấy, phải có cái câu là autonomy của chúng ta bị đe dọa. Thế đáp án B chưa có cái đoạn là quyền tự chủ bị đe dọa mà đã có hiệu lực là sai. Đúng không? Phương Linh đúng rồi, Phương Linh bảo là đáp án D sai ở push or là not given. Đáp án D nó thúc đẩy chúng ta làm những việc mà chúng ta không muốn làm. Đó, put us to do thing là trái hoàn toàn, mì nấm phân tích rất là đúng. Đó, Phương Linh và mì nấm đã phân tích được. Vậy nên đáp án đúng ở đây là đáp án C, đúng không? Nó có thể hữu ích trong một số trường hợp, đó chính là khi mà chúng ta tuân thủ quá mức thì chúng ta sẽ dễ bị kiểm soát. Có đúng là useful trong một số trường hợp không? Trong nhiều trường hợp không? Cái từ many hoặc một số trường hợp vẫn được. Nhá. Đây, trong bài người ta nói là being control and exploring này. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ sang đoạn số 3 trả lời câu hỏi có từ this và put a dent on. Làm thế nào cái điều đó lại xảy ra? Thì cái phản ứng bốc đồng của cái việc là đừng có bảo tôi phải làm cái gì có thể xảy ra khi mà đó bạn tự bảo bản thân mình, có nghĩa là không phải người khác đâu nhé, đấy không phải người khác đâu mà chính bản thân mình luôn, nó cũng xảy ra cái hành động như thế. Và điều này thường xảy ra khi bạn cố gắng thực hiện những cái cam kết và thực hiện chúng bằng cách là xây dựng một cái lịch trình. Ví dụ chúng ta đưa ra một cái schedule là sáng mai 5 giờ sớm học từ vựng chẳng hạn. 5 giờ sáng dậy sớm học từ vựng. Đấy có nghĩa là bản thân mình cũng đang gây áp lực đúng không? Cũng đang sai bảo. Đó, mình là à mai phải phải dậy sớm để học. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có phản ứng đừng có bảo tao phải làm cái gì, tự kiểu tự nói với bản thân mình. Và bạn cũng đã có thể là sắp xếp thời gian cho những việc như là tập thể dục, working out hay làm bài tập về nhà. Nhưng khi đến cái lúc làm những cái việc này theo kế hoạch thì mình lại cảm thấy gì hơi phản ứng một tí, có đúng không? Đấy, đã đến mình đưa ra một cái luật là à 7 giờ phải ngồi vào bài rồi. Nhưng mà bây giờ gần 7 giờ cảm thấy ngại đúng không? Hay là lướt TikTok một tí hay là xem Facebook Watch một tí. Đấy, tức là chúng ta cảm thấy phản ứng một chút. Và cái lý do chính cho cái điều này, tức là cho cái điều gì? Cho cái sự phản ứng. Đấy, được nhắc đến ở bên trên. It doesn't feel like you are deciding what to do. Đấy, nó không có cảm giác như là đang quyết định phải làm gì. Nói đúng hơn là bạn trong quá khứ ra lệnh cho bản thân bạn ở hiện tại phải làm. Và về lâu dài thì điều này nó có thể làm giảm cái năng suất và thành công của bạn. Cái từ put a dent on chúng ta sẽ hiểu là làm giảm hoặc là gây ảnh hưởng, đúng không? Tới năng suất và cái thúc đẩy tới thành công, drive for success của bạn. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ trả lời từ this ở đây, tức là cái cảm phản ứng như vậy. Đó, cái việc mình phản ứng như vậy. Còn put a dent on tức là làm giảm đi cái productivity. Làm giảm đi ở đây thì nó sẽ là impede, tức là gây cản trở cho cái năng suất. Còn từ upset tức là gây khó chịu, không thể là ghi nữa, không thể là gây khó chịu cho năng suất được. Frustrate là làm thất vọng, không phải làm thất vọng năng suất, hay là challenge thách thức cái năng suất, đúng không? Đấy, khi mà chúng ta reactant như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất, nó sẽ làm chậm cái năng suất, mình không thể hoàn thành được mục tiêu, đúng chưa? Và các em sẽ đọc sang đoạn còn lại. Đoạn còn lại người ta nói là may mắn thay thì bây giờ bạn đã hiểu được cái lý thuyết của phản ứng tâm lý. Chúng ta sẽ hiểu rằng đây là một cái phản ứng hết sức tự nhiên, đúng không? Đấy, bạn có thể làm giảm bớt cái sức mạnh của nó thay vì từ bỏ những cái cam kết bởi vì cái cảm giác là phi lý, thì mình có thể thay đổi cái quan điểm của mình về cái tình huống. Thay vì nghĩ là bạn phải làm, đúng không? Thì hãy nói với bản thân là gì bạn bạn nên, đúng không? Get to do hoặc là bạn xứng đáng phải làm cái điều đấy. Nghĩa là mình sẽ suy nghĩ một cách tích cực hơn, mình là người chủ động, đúng không? Thay vì nghĩ là mình phải thì mình được làm, mình nên làm, đúng không? Mình xứng đáng phải làm chẳng hạn. Và bằng cách thay đổi cái cuộc đối thoại, trao quyền cho bản thân mình thì bạn không được yêu cầu là phải làm gì nhưng bạn đang chọn dành thời gian cho những cái thứ mà nó quan trọng với mình. Và cái việc chống lại cái phản ứng như thế này thì nó cũng phải cần thời gian để thực hành. Không phải là nói một là làm được ngay, đúng không? Nó sẽ cần cái quá trình thực hành. Nhưng cũng đáng để học cách đối phó với những cảm giác khó chịu
và thường khiến cho chúng ta bị lạc lối. Đó, lead us off track, tức là khiến cho chúng ta lạc lối. Một trong những cái điều mà để chúng ta làm được là các bạn phải gọi tên được cái cảm xúc, gọi tên được cái hành động đấy. Thế nên ở đây ngoài cái việc là chúng ta hiểu, understand, để chúng ta phải hiểu được cái phản ứng tâm lý, chúng ta hiểu, chúng ta gọi tên được, à, cái việc mà mình phản ứng lại nó hết sức bình thường. Đúng không? Chúng ta đang rất là mệt mỏi, mình không muốn dậy, mình không muốn làm, mình chỉ muốn giải trí thôi mà bây giờ mình phải học. Đó, và mình phải vượt qua được cái cảm ứng, cái phản ứng như vậy, nó rất khó, đúng không? Yes, đầu tiên chúng ta sẽ hiểu đã. Ừ. Đúng, mình phải hiểu là à nó xảy ra là một chuyện hết sức bình thường. Đúng không? Và thay vì chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực, một cách bị động mình phải, thì bây giờ mình sẽ trao quyền cho bản thân. À mình nên là mình xứng đáng được làm. Đó, chúng ta sẽ suy nghĩ một cách tích cực như thế nhỉ. Bây giờ các em sẽ trả lời câu số 49 và câu số 50. Thì khi mà chúng ta học được như vậy, tất cả các cái vấn đề trong cuộc sống nó dường như là sẽ rất nhẹ nhàng. Nó dường như là sẽ rất nhẹ nhàng với các bạn. Nghĩa là mình suy nghĩ một cách nó thoáng hơn, đúng không? Theo nhiều khía cạnh. Đó, nhiều khi học sinh ở trong nhóm cứ nói ra nói vào rất là buồn cười. Đó, cô quan sát, thế là các anh chị trợ giảng mà cô ơi, cô vào nhóm Zalo mà xem các bạn ấy đang làm ầm lên. Mình bảo không sao cả, có chuyện hết sức đơn giản. Đó, thì có nghĩa là khi mà cô đã trưởng thành rồi, cô có nhiều kinh nghiệm, cô nhìn một cái vấn đề nó rất là đơn giản, thay vì là chỉ ra ai đúng ai sai, đúng không? Thay vì chỉ ra là à ai đúng ai sai, ai to tiếng, ai sai trước, ai như thế nào, thì không, không cần thiết phải làm như thế, mà mình sẽ xử lý cái vấn đề như thế nào, đúng không? Cái vấn đề là gì mình xử lý như thế nào là xong, có thế thôi, chứ không phải là đi chỉ trích đổ lỗi ai đúng ai sai đó. Nhưng mà vì các bạn đang ở cái độ tuổi còn còn rất là trẻ, chúng ta đang thể hiện cái cá tính con người của mình đấy, chỉ cần một người khác động vào mình là các bạn sẽ sung lên chẳng hạn, đúng không? Chúng ta đấy chính là khi động vào cái quyền tự chủ của các bạn ấy, autonomy của các bạn sẽ nổi sung lên. Thì dần dần theo thời gian đó, dần dần theo thời gian là các bạn sẽ học được cách làm thế nào, thay vì chúng ta chỉ trích đổ lỗi thì chúng ta sẽ hướng vào tìm cách giải quyết, chúng ta suy nghĩ mọi thứ nó theo nhiều góc cạnh và mình sẽ hướng đến những cái điều nó tích cực hơn, giải pháp hơn là vấn đề, là tìm vấn đề, à, là đổ lỗi. Phương Linh Nguyễn có giải thích là chọn đáp án A vì trong bài có nói là xảy ra khi bạn đang tự hào, tự bảo mình phải làm gì. Con người bạn trong quá khứ ra lệnh cho con người của bạn ở hiện tại. Đó. Đúng rồi. Đáp án A là không được đề cập đến trong bài. Thông tin không được đề cập đến thì đáp án A người ta nói là cái phản ứng tâm lý này nó xảy ra khi người lớn, nó sai ở cái từ là người lớn ra lệnh cho chúng ta. Thế chúng ta ra lệnh cho chúng ta thì sao? Đúng không? Bản thân chúng ta cũng trong quá khứ ra lệnh cho chúng ta hiện tại, chứ không phải là người lớn, chứ không phải là phần lớn. Chủ yếu xảy ra khi người lớn. Thế thì bây giờ quản lý, đúng không? Quản lý ra lệnh cho chúng ta. Đấy, chúng ta ở quá khứ ra lệnh cho chúng ta hiện tại thì nó sai ở cái từ older people not mentioned là như vậy. Còn B, C, D đều được mention. B là lên kế hoạch cho các nhiệm vụ thì có thể bạn khiến là bị kiểm soát trong tương lai, đúng không? Con người trong quá khứ ra lệnh cho tương lai. Còn đáp án C là kiến thức về các cái hoạt động hoặc về cái phản ứng tâm lý sẽ giúp bạn giảm bớt cái tác động của nó. Còn đáp án D, bạn cần phải bỏ ra nhiều công sức để học cách. Yes, bỏ ra nhiều công sức là đúng. Tại vì trong đoạn cuối nó nói là gì? Cần practice, đúng không? Cần cái sự thực hành nhiều. Không phải là tự nhiên mà mình làm được luôn. Đó, mà nó sẽ cần rất nhiều cái sự thực hành. Rồi, chúng ta đọc những cái bài đọc ấy, đôi khi mình cảm thấy nó rất là ngớ ngẩn. Đó, các bạn nhóm kín mới học về BPS xong, đúng không? Đấy, cách viết BPS đấy. Mình cảm giác nó rất là ngớ ngẩn, nhưng nó lại được nghiên cứu chứng minh là hữu ích. Đấy, thì cái này nó cũng thế thôi. Câu số 50, câu hỏi suy ra từ đoạn trên là gì? Đáp án A là cái phản ứng về tâm lý nặng nề. Đó, severe, tức là nó nghiêm trọng. Nhất là ở những người có tư duy logic yếu. Trong bài nó không có đưa ra là những cái người nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đúng không? Còn B là cái ý thức tự chủ của chúng ta có thể gây ảnh hưởng tới cái động lực làm việc của chúng ta. Gây cái ảnh hưởng tới động lực làm việc, tức là nó put a dent on our productivity. Đấy, các bạn, chính là cái câu ấy đấy, put a dent đấy.
Còn C lên kế hoạch cho cái nhiệm vụ của chúng ta là một cái kỹ thuật không hiệu quả, cần phải được thay thế. Nó sai từ thay thế và không hiệu quả. Một cách để làm giảm cái phản ứng là hỏi tại sao bạn cần phải làm cái điều đó thì không được đề cập. Nên chúng ta suy ra các em sẽ chọn đáp án B. Mì nấm are not given, đúng rồi. C xài ineffective và D là not given, chính xác. Sau khi trả lời xong, các em sẽ quay lại câu hỏi về tiêu đề cho cô, câu số 44. Thì cả bài này chúng ta nói thấy là nói về một cái phản ứng, đúng không? Psychological reaction là gì, nó hoạt động như thế nào? Đó. Đáp án A, tại sao chúng ta khó chịu? A là nói về một cái nguyên nhân. Đấy, sao lại khó chịu? Thì cái việc mà lý giải cái nguyên nhân khó chịu ấy, nó chỉ đề cập đến nạn hai thôi, khi cái sự tự chủ của chúng ta bị đe dọa. Chứ không thể bao quát hết cả bài được, đúng không? A không bao quát hết cả bài. Còn đáp án B nói về một cái mental reflex, một cái phản xạ tinh thần, nó ngăn cản bạn hoàn thành công việc. Thực ra B nó chính là psychological reaction, đúng không? B chính là đề cập đến psychological reaction, nên B là đúng. Nó chính là một cái mental reflex thôi, một cái phản xạ tinh thần thôi. Còn đáp án C là tận dụng phản ứng tâm lý để đạt được thành công. Trong bài người ta có bảo chúng ta tận dụng cái gì không? Tận dụng như thế nào không? Đáp án D, xem xét lại các phản ứng tự động có thể giúp duy trì, nói về cái việc xem xét đó. Phản ứng tự động đó. Không đúng. Đúng không? Nên đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Đó, thì chúng ta cứ phải đọc, chúng ta phân tích xem là cái thông tin nào nó bao quát nhất cả bài, và mình phải xem là cái keyword của nó là gì. Ví dụ như A, keyword là why, không phải, bài không phải đề cập đến cái lý do nguyên nhân tại sao, đúng không? Không phải đề cập đến why. Hay là C, keywords là make use of, bài không nói là à phải tận dụng cái gì, mình nên làm cái gì để mình tận dụng được cái reaction này không. Hay là D, rethink, xem xét lại, có phải là cái việc xem xét nó giúp duy trì năng suất không không. Đấy, thế thì mình phải chú ý những cái keyword đấy, và trong bài thì nó những cái keyword đấy nó không thể bao quát hết cả bài được, thế nên nó sai. Các em đã hiểu chưa? Những bạn mà hay sai ý chính tiêu đề thì sau những cái lần cô phân tích như vậy là các bạn sẽ cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Đó, thậm chí là những bạn không đăng ký khóa học, các bạn chỉ cần xem cô giảng thôi, các em cũng sẽ học được rất nhiều. Đó, thực ra cô dạy là trong nhóm kín, hay là cho dù cô dạy nhóm kín hay dạy ngoài nhóm, cô đều giảng rất chi tiết. Và mình đã giảng là giảng hết mình luôn, chứ không phải là để dành những gì cho nhóm kín. Thực ra nhóm kín là các bạn ấy vẫn có cái ưu điểm, vẫn có những cái riêng của các bạn ấy rồi. Còn cái phong cách của mình thì nó của cô nó vẫn cứ vậy thôi, dạy ở đâu vẫn như nhau. Nên là những bạn mà chúng ta không có điều kiện để chúng ta đăng ký khóa học thì các em nhớ chăm chỉ xem cô lay chữa, các em cũng sẽ học được rất nhiều nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc, và tuần này thì cô sẽ có live stream vào tối thứ tư, tối thứ sáu và thi thử vào tối chủ nhật nữa các bạn nhé. Đó, hẹn gặp lại các bạn ở trong nhóm kín vào tối mai, và các bạn ngoài fanpage vào tối thứ tư nha. Ok, Suna goodbye, see you. Cô chào tất cả các em.